ở đây nhà máy các hãng họ cần công nhân kinh khủng khiếp, thiếu lao động trầm trọng đối với các công nhân hãng gà, bò, heo, hãng chó này nọ đó. Nói chung là về công nhân lao động tay chân á, những công việc tay chân này người Mỹ họ chê, họ không có làm, lương thấp rồi và làm việc nặng tay chân họ không có làm. Đâm ra là cái nghịch lý xảy ra là hãng thì thiếu lao công, thiếu nhân công lao động mà tỷ lệ thất nghiệp cũng vẫn là cao. Thì hai cái loại thuốc mà Việt Lê khuyên cả nhà nên mua khi mà qua đây mình làm cái công việc tay chân này nè, một là vitamin. Ví dụ giày dép này nè mà để đi làm khỏi đau chân á, thì chắc Việt Lê làm một tập nữa, Việt Lê chia sẻ cái tip này rất là hay. Khi mà mang giày ở trong cái khu vực làm việc cũng như hãng bò, hãng gà, hãng heo, hãng thịt, nói chung hãng thịt, hãng đông lạnh, hãng cá rồi đó. Câu hỏi đặt ra, nhiều cô chú anh chị cũng lo lắng thắc mắc là qua đây mình làm hãng á thì không biết tiếng Anh có làm được không. Là một câu chuyện có thật, Việt Lê cách đây khoảng 2 tuần thì vui quá là vui. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Bà chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Ghê cái nào? Ghê. Bởi vì uống tranh thủ uống thuốc rồi quay luôn. Việt Lê mới uống một viên viên khớp ở nhà, viên khớp á. Tí chiều Việt Lê quay cái hũ viên khớp cho cả nhà coi. Giờ đi làm đây, lạnh quá. Sáng nay còn có 6 độ à. Ngày mai xuống 1 độ. Đây, ngày đi làm thứ 3 ở căn nhà mới. Mình dọn về khu nhà mới đây. Buổi sáng ra bình đón ở mình đẹp quá. Ok, đi đây. Giờ ra cái đường này, quẹo trái. Quay chủ đề ngày hôm nay khá là hay. Chạy lên trước bãi xe công ty quay cho cả nhà coi. Lạnh quá. Việt Lê đang mặc. Việt Lê đang mặc ba lớp áo ở trong ấy. Phải mở sưởi thôi. Qua bên này thì xe mới phát huy được cái công dụng của cái sưởi, và đặc biệt có cái sưởi này nè. Nè. Sưởi ghế nè, đó. Nó cực kỳ thích luôn, cực kỳ đã luôn khi mà ở xứ lạnh. Xài cái này thì number one. Wow. Yeah. Rồi, bây giờ đi làm, Việt Lê sẽ cho cả nhà xem cái cảnh trong khu nhà mới từ lúc Việt Lê dê xe ra cho đến ra tới đường cao tốc nha, bởi vì nó cũng gần đây thôi. Thì đây là khu nhà mới ở Mỹ nè, Việt Lê mới dọn tới. Thì nó cũng khá là ngăn nắp, sạch sẽ. Và đây là khu trong khu nội khu nha, chưa ra tới đường chính đâu, trong khu nội khu thôi. Mà trong này vẫn có xe buýt đi vô tới, mày rước học sinh đi học đó. Buổi sáng Việt Lê đi vậy thì xe buýt chưa tới đó. Thì đây bắt đầu ra tới đường chính nè. Mình ra tới đường chính thì mình cũng có bảng stop, thì mình quan sát hai bên sau đó mình đi. Thì cái đường chính này chạy một xíu nữa sẽ ra tới đường lớn hơn nữa, rồi sau đó sẽ nhập vào đường cao tốc để mình đi tới chỗ làm. Ở nhà vừa chạy ra khoảng một xíu thôi, khoảng 300m thôi là ra tới cái giao lộ chỗ này. Thì ngay gần nhà Việt Lê đây là có đầy đủ những cái tiện ích như cây xăng nè. Cái cây xăng này nè, Việt Lê tập trước Việt Lê đã quay về cái cây xăng ở Mỹ đó. Việt Lê quay cái cây xăng này nè, đầy đủ cây xăng và cái mini mart cũng như là McDonald's cũng như là cà phê Starbucks nữa nhá. Nó ngay cái lối exit thường nó sẽ có những cái cây xăng như này nè. Thì đây là nhà Việt Lê mới thuê ở nằm ngay chỗ này luôn. Ra đường quẹo cái là xuống cao tốc chạy luôn, chạy thẳng tới chỗ làm luôn, nó cũng tiện. Ôi, nhà này ngay cái nút giao chỗ cao tốc luôn. Ủa, phải xe Kim Tú không? Kim Tú đi đâu đường này vậy? Chắc không phải đâu. À, tới đây là mình quẹo trái xuống nè.
anh cũng lần ghê. Mà sửa lên, tăng sửa lên một chút. Trời, xe cái chạy ghê trời. Xe thắng quá thắng luôn. Yeah, tới công ty rồi. Đây phải xe công ty đây. Giờ mình ngồi trên xe một chút. Hôm nay mình đi sớm một chút để mình quay clip cho cả nhà coi nè. Thì thường mình cũng đến sớm khoảng 5 phút thôi, nay đến sớm khoảng 10 phút để quay clip. Thì để soạn mình uống thuốc. Thì làm cái này á, chia sẻ là mình nên thủ cho mình những cái thuốc căn bản để mà hỗ trợ trong cái vấn đề khi mình làm bằng tay chân thế này nè cả nhà. Thì hai cái loại thuốc mà Việt Lê khuyên cả nhà nên mua khi mà qua đây mình làm cái công việc tay chân này nè. Một là vitamin. Người ta cả nhà hay nghe cô chú anh chị bên Mỹ hay nói là one a day á, là một viên một ngày á, là tổng hợp tất cả các vitamin C, khoáng chất rồi vitamin D, A tùm lum á, B, magie, sắt, kẽm tùm lum á, nó sẽ tổng hợp vô trong một cái viên đó, một ngày uống một viên buổi sáng thôi, sau khi ăn sáng xong thì nó sẽ hỗ trợ cho một ngày mình làm việc. Nếu mà ai mà chưa quen lao động Việt Nam thì mình nên uống cái đó. Cái viên thứ hai mình nên uống là cái viên khớp, nó ghi là John Bond á. John để việc là chị việc lấy gì việc lấy quay cái hũ cho cả nhà. Còn mua trong Costco luôn, nó rẻ lắm, có mười mấy 20 đồng hũ à, mà một hũ cả nhiêu 100 mấy viên à, nhiều lắm. Thì mình uống cái đó thì hỗ trợ cho cái khớp của mình, bởi vì cái công việc này là công việc tay chân, mình đứng nhiều, mình đứng rất là nhiều. Một ngày mình đứng và đi lại nhiều nữa thì việc lấy nói này ra cô chú anh chị đừng có cười, bởi vì thực tế ra thì cười cũng chịu thôi. Bởi vì như cái background Việt Lê là ở Việt Nam mình không làm việc tay chân á, và cô chú anh chị nào ở Việt Nam cũng chưa bao giờ làm việc tay chân á, thì mình khuyên là cũng nên uống những cái đó. Làm chung cơ quan, làm trong này Việt Lê thì bốn anh em cùng làm, ai cũng uống hết, anh em nào cũng uống hết. Uống thì anh em cũng nói cảm nhận là uống là trước chỗ uống á thì nó mỏi nó nhức, nhưng mà uống xong thì ngày đó đi thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và nó hỗ trợ sau này cho mình cuộc sống mình sau này, sau khi mình kết thúc cái công việc ở đây rồi mình không vướng những căn bệnh liên quan tới khớp tới xương, khổ lắm cả nhà. Cho nên là cố gắng mình làm một năm thì mình cố gắng đừng có để sau đó mình phải lãnh những cái hậu quả mà ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của mình. Cho nên mình nên uống đi, không có nhiều tiền hết á, nên uống mỗi sáng một viên. Rồi Việt Lê sáng nay là vô mùa lạnh này nè, hôm qua dọn nhà, hôm kia dọn nhà xong hơi bể oải, người mệt, sáng đã uống viên C. Thì sáng uống viên C rồi thì là Việt Lê không uống viên One A Day nữa để bù C nhiều hơn. One A Day cũng có C nhưng mà C hàm lượng không nhiều bằng viên C này. Thế mình tạm thời bữa nay mình ngưng uống One A Day một ngày, mình uống viên C đã, ngày mai mình uống One A Day lại. Thì chia sẻ cả nhà là như vậy. Và bây giờ mình sẽ nói về vấn đề chính của cái clip này hôm nay. Cho này nó tan đi. Quên ra máy giày trước nữa chứ. Vừa máy giày mà nói cho cái nhà. Bài xe đây. Đây giày đây. Ở nhà thì cái vụ giày dép này nè mà để đi làm khỏi đau chân á, thì chắc Việt Lê làm một tập nữa, Việt Lê chia sẻ cái tip này rất là hay khi mà mình mang giày ở trong cái khu vực làm việc, cũng như hãng bò, hãng gà, hãng heo, hãng thịt, nói chung hãng thịt, hãng đông lạnh, hãng cá thôi đó. Thì trong đó người ta bắt buộc mình phải mang ủng hết à. Thứ nhất là nó sạch chân mình, nó không có dơ, và thứ hai nó không có trơn trượt á. Họ bắt mình mang ủng hết à. Lạnh ghê trời, lạnh ghê. Xịt cái mũi.
Thì Việt Lê sẽ chia sẻ với cả nhà. Việt Lê đang mang ở đây, Việt Lê đã thử nghiệm 3-4 cái phương pháp để mình mang cho khỏi đau chân. Thì Việt Lê sẽ chia sẻ với cả nhà. Việt Lê đang mang đôi giày của Nike nè. Đó. Nhưng mà tại sao tí nữa Việt Lê mang ổn được thì tập sau Việt Lê làm nha. Đó, bây giờ thôi vô xe chia sẻ cái vụ nói tiếng Anh nè cả nhà. Coi lạnh quá, ôm xe nói đi, lạnh ghê gớm. Trước đây Việt Lê cũng có nhiều cái livestream Việt Lê chia sẻ về cái vụ này, là không biết tiếng Anh thì mình đi làm hãng về được không. Thì Việt Lê cũng làm về những chương trình MP3. Việt Lê không nói về chương trình MP3 mà Việt Lê chia sẻ về cái công việc làm ở bên này. Việt Lê chia sẻ là một câu chuyện có thật. Việt Lê cách đây khoảng 2 tuần thì Việt Lê sẽ chia sẻ về cái công việc ở trong này thì nó sẽ liên đới những cái thông tin giúp cho cô chú anh chị dễ dàng mình tiếp cận bằng những câu chuyện có thật của Việt Lê, thì nó mang tính nó thời sự, nó thực tế hơn. Thì câu hỏi đặt ra nhiều cô chú anh chị cũng lo lắng thắc mắc là qua đây mình làm hãng á thì không biết tiếng Anh có làm được không. Thì Việt Lê chia sẻ là nhìn camera bên này mới đúng nè. Việt Lê chia sẻ là không biết tiếng Anh vẫn làm được. Một câu chuyện Việt Lê chia sẻ đây là ngày hôm đó buổi sáng Việt Lê đang làm như bình thường ha. Thì Việt Lê làm kêu ai, Việt Lê đang đứng kiểm tra máy á, thì một chị leader, không phải leader mà là supervisor của nguyên cái băng truyền dài đó luôn, chị nó lại gõ vai Việt Lê. Hey Việt Lê, Ryan, Việt Lê tên tiếng Anh là Ryan. Hey Ryan, biết là bạn đang bận nhưng mà tôi nhờ bạn xíu này được không, có cái chuyện gì không chị, thì nói đi. Kêu thì tôi biết bạn là người châu Á nhưng mà bây giờ có một người châu Á mới vừa vô trong băng truyền của tôi là công nhân, bây giờ tôi nói gì chị cũng hiểu, chị không biết tiếng Anh thì giờ phiền anh qua anh nói chuyện thử coi có phải người đó cùng quê hương với anh không, anh nói chuyện anh chỉ giùm tôi cái công việc cho người đó giùm. Việc làm tranh thủ vừa nói chuyện vừa uống rồi tranh thủ vô làm. Thì mình lên mới nói ok sẵn sàng thôi. Thế đi theo chị đó, đi qua bên đó thấy gặp một cái chị đó đúng là người châu Á thiệt, thấy cũng giống Việt Nam nhưng mà nhìn là cũng giống Hàn Quốc hơn. Thì Việt Lê mới dừng kêu Việt Lê nói tiếng Anh trước, hello can you speak English á, chị nó giơ tay nè, nghe ok rồi Việt Lê mới nói tiếng Việt luôn, kêu phải chị người Việt Nam không, chị cũng lắc đầu, cái rồi phải người Việt Nam rồi, Việt Lê bó tay rồi. Thế Việt Lê nói đủ thứ nữa đó kia, chị nó kêu nói cái tiếng gì á không hiểu được. Cái Việt Lê quay nói chị supervisor đó, chị nói rồi tôi thua rồi, chị thông cảm đi, người này không phải người Việt Nam của tôi. Cái chị nói ồ vậy hả, thôi không sao đâu. Cái chị mới kêu ồ vậy ở đây còn hai người châu Á tôi thấy ở ngoài kia đang làm, ngoài kia có phải là người giống anh không, ở người Việt Nam tôi luôn, cũng không biết nói đâu, khỏi hỏi chị mất công. Ok thôi mình về chỗ mình làm. Thì mình để ý 3 ngày sau thì mình đi ngang đó, mình thấy chị đó bắt đầu làm thoăn thoắt. Cái mình lâu mình quả là để chị đó không làm thoăn thoắt. Sau mình để ý có một lần mình đi ngang thì thấy cái chị sắp bây giờ đi ngang á, chị chỉ cho người đó, bởi vì làm công việc tay chân thôi mà, chị đây bóc cái này lên. Chị đó nói đi ngang vô tình nó thấy là chị đó chỉ người bạn châu Á đó, thì nè làm cho cái tay nè. Ý có nghĩa là nói nè, bạn nhìn vô tôi nè, tôi làm cho bạn coi, bạn làm giống y chang tôi nha. Đó, chị đó ra dấu. Có nghĩa là khi mà ngôn ngữ bằng lời nói mình không diễn đạt được thì mình sẽ dùng body language, có nghĩa là ngôn ngữ cơ thể. Chị đó nói nè, nhìn tôi nè. Đó, thì bắt đầu chị đó nhìn và làm mình nhìn cũng hay. Thì tóm lại công việc công nhân á bằng tay chân á nó không gì phức tạp hết, có nghĩa là một thao tác mình đi làm lại từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày khác, cho nên nó không cần phải quan trọng là phải biết tiếng Anh. Và công nhận là sau đó khoảng chừng 3-4 ngày sau mình mới ra bắt chuyện của chị đó trong một giờ ăn, thì mình thấy chị đó ngồi ăn mình nè, thấy cũng tội. Cái mình đi lại mình hỏi mình cũng, bởi vì trong cái chỗ làm á thì nó ồn ào lắm, máy móc chạy rầm trong đó, nó ồn ào, đôi khi nói thì người ta nói lại mình cũng nghe không rõ, mình nói người ta cũng nghe không rõ. Thì giờ ăn á thì mình mới lại mình hỏi bạn người gì, nó tùm lum, bạn nói tiếng gì á.
Cái xong mình nghe được cái từ Thái Thái gì đó, mình hỏi, ủa Thái Lan hả? Chị đó hơi gật đầu. Cái việc lên Sawadika, Thapkunka, phải không? Kiểu, yeah yeah yeah, ok rồi, người Thái Lan. Nhưng người Thái Lan ở vùng nào của Thái Lan á? Cái, vậy hơi rồi, tôi biết rồi. Người Thái Lan đúng không? Mình mới hỏi là, visa, do visa. Chị mới kêu là, gì lắc đầu không hiểu gì hết. Cái giọng hơi kêu, phải EB3 không? EB3 không? Chị đó kêu, lắc đầu luôn. Kêu, ủa vậy nó làm cái gì? Visa, America visa. Chị nói, chị kêu green card là thẻ xanh á. Thì việc đoán là chị này không phải đi dạng EB3 mà chị đi theo dạng là chồng bảo lãnh hay là đi theo anh chị em bảo lãnh gì đó qua bên này nè, vô cái vùng này nè, bây giờ đi làm thì việc nó chia sẻ là EB3 cho dù hay gì, EB3 hay những diện khác mà vô làm công nhân thì rút lại một điều là cũng không cần tiếng Anh là cái thứ nhất. Tuy nhiên nói việc đang nói ra điều này là một phần giúp cho cô chú anh chị đỡ lo lắng hơn về vấn đề về không biết tiếng Anh vô đó mình sao ta, mình có làm việc khó khăn hay như thế nào hay không, thì giải tỏa được khó khăn cho cô chú anh chị. Tuy nhiên việc này vẫn khuyên chân thành là trong thời điểm mà đang chờ hồ sơ, việc khuyên cô chú anh chị nên trau dồi tiếng Anh của mình, không cần quá giỏi đâu, chủ yếu là hiểu được người ta nói cái gì, mà đặc biệt để giúp cho mình có thể mình nói lại được cho người ta hiểu cái tâm tư nguyện vọng và cái khó khăn mình đang trải qua. Ví dụ như bữa đó mình bệnh quá, mình muốn nói cho người ta sao cho người ta hiểu là tôi muốn nghỉ, hoặc là ngày mai nhà mình có việc con mình phải đưa tới trường thôi, như thế nào đi chích ngược, mình phải nói ra được thì supervisor họ mới hiểu và thông cảm cho mình, thì trong công việc nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Bởi vì ba tháng vừa rồi việc trải qua thì việc thấy nhiều trường hợp như vậy, vô họ nói tiếng Anh dở thì nó hơi trục trặc, nó hơi chậm trong tiến trình công việc của họ. Và đặc biệt nữa, khi mà những người mà có tiếng Anh á thì họ sẽ cân nhắc đưa lên những vị trí nó tốt hơn, giống như Việt Lê thì mới bắt đầu vô thì họ phỏng vấn Việt Lê sử dụng thành thạo bằng máy tính, họ test Việt Lê ban đầu, cả nhà hỏi có nhiều thắc mắc thì sao Việt Lê vô rồi làm QA á, thì thứ nhất là Việt Lê nộp cho họ những cái văn bằng Việt Lê từ Úc cấp cho Việt Lê, rồi văn bằng Việt Nam, rồi kinh nghiệm bên Úc họ cấp 9 năm rưỡi làm manager trong quản lý bán lẻ, thì Việt Lê nộp luôn bằng tiếng Anh của Việt Lê đó. Xong họ test, lúc đó là kêu họ giải bộ test, họ kêu thôi bây giờ mày đánh cái thông tin của mày vô máy tính này, họ quay máy tính lại cho Việt Lê đánh thành thạo bằng tiếng Anh mọi thứ hết, thì họ test xong kêu thôi bây giờ mày làm QA nha. Okay, cảm ơn, giờ làm QA. Thì vấn đề mấu chốt xảy ra đó là tiếng Anh của Việt Lê cũng không quá là pro, cũng không quá gọi là học thuật gì hết á, so với nhiều bạn học tiếng Anh 7-8 chấm mấy bạn đó còn hay hơn Việt Lê rất là nhiều. Nhưng mà Việt Lê có được căn bản, Việt Lê hiểu đánh máy được, hiểu người ta nói mà mình nói chuyện lại với người ta được, thì đó là cái điều mà để cho người ta cân nhắc, người ta đưa sếp mình đúng người đúng vị trí. Và may mắn lúc đó cũng là QA Việt Lê lúc đó đang thiếu người, cho nên họ nhét Việt Lê vào luôn. Và Việt Lê cũng phải làm bài test một lần thứ hai nữa trong university của cái xưởng này, họ mở cái trường ở trong đó luôn. Rồi Việt Lê vô học, rồi Việt Lê tốt nghiệp, Việt Lê làm bài test thì Việt Lê mới được ra làm, và họ phải training Việt Lê thêm một tháng nữa. Thì đó là như vậy, Việt Lê chia sẻ quá trình khi mà có tiếng Anh nó lợi hại như thế nào, cho nên mình cũng đừng có ỷ y là ok thấy ăn Việt Lê ông nói có tiếng Anh vẫn đi được thì mình cứ khỏi phần lo. Nhưng mà Việt Lê khuyên á là có tiếng Anh rất thuận lợi cho cuộc sống của mình. Ngoài vấn đề khi đi làm ở trong xưởng làm ra thì cuộc sống hàng ngày của cô chú anh chị cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, cho vấn đề khi mình muốn thuê nhà, mình deal, mình nói chuyện với chủ nhà giảm tiền nhà, hay là tôi khó khăn cái này, tôi có cái kia. Và cộng thêm là khi cô chú anh chị đi thi bằng lái xe thì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều so với mình thi bằng tiếng Việt. Thi tiếng Anh á, bây giờ họ có một số bang họ dịch ra được á, nhưng mà dịch ra bằng tiếng Việt á, Việt là dùng từ nó dịch kiểu Google dịch á, nó stupid, nó ngu ngốc lắm, nó dịch ra đôi khi nhiều người họ chia sẻ là thi bằng tiếng Việt lái xe họ phải rớt hai lần thì họ lần thứ ba họ mới đậu, để họ nghiệm ra à cái câu đó nó dịch như vậy là đúng nghĩa, nó nghe em sai, thực tế là sang tiếng Việt mình là phải như thế này, ví dụ vậy á. Thì nhiều người chia sẻ là như vậy, thì tại sao mình cũng không cố gắng trau dồi một xíu thôi, thay vì không được 6.7 chấm thì một khoảng 5 chấm thôi là thi đậu, là đã thi được bằng lái xe rồi, cũng không khó đâu. Và cộng thêm nữa là mình khi lái xe trên đường mình đọc được cái biển hiệu hay một số cảnh báo, hay là mình đi siêu thị mình đọc được những dòng chữ nó khuyến mãi hay gì á, nó cực kỳ mang lại rất nhiều giá trị lớn cho cái cuộc sống của mình á. Người ta chia sẻ vậy cô chú anh chị hiểu ha. Cho nên việc lời khuyên trong clip này là có hai vấn đề, một là không có tiếng Anh vẫn đi làm hãng làm công nhân được, thứ hai tuy không có tiếng Anh nhưng mà việc lời khuyên cả nhà cũng phải nên trau dồi tiếng Anh ngay từ bây giờ ở Việt Nam.
để làm sao để mình có thuận lợi hơn, dễ dàng hơn trong công việc của mình, trong tương lai và trong cuộc sống của mình. Rồi, Việt Lê có hai điều muốn chia sẻ vậy trong cái clip này, và clip sau Việt Lê còn nhiều điều chia sẻ hay hơn nữa. Cả nhà theo dõi cái clip này, Việt Lê mỗi tuần Việt Lê ra một cái clip và chia sẻ chuyện ở chỗ làm này á, thì nó không có quay nhiều cuộc sống phong cảnh. Thì clip vào ngày thứ hai á, vào sáng ngày thứ hai giờ Việt Nam á, mới là quay về cuộc sống phong cảnh này nọ. Thì Việt Lê sẽ có hai chủ đề song song chạy với nhau, cả nhà nhớ theo dõi. Và nếu yêu thích Việt Lê thì bấm like clip này, share và đặc biệt là đăng ký cho kênh YouTube của Việt Lê để nhiều cô chú anh chị biết hơn, cũng như là sẽ có những cái góp ý, những cái thông tin cuộc sống của chị tốt hơn. Nhờ công nhân họ bắt đầu ca đêm họ ra nè, cái đêm họ ra thì càng ngày Việt Lê vô nè. Rồi, chào cả nhà, chúc cả nhà giữa tuần hả, sắp cuối tuần rồi, một cuối tuần ấm áp và vui vẻ bên gia đình nha. Việt Lê vô làm đây, vô làm công nhân đây. Làm ra một ngày làm việc. Hồi sáng quên nói một điều nữa, vô làm mới nhớ. Bây giờ chiều về hoàng hôn 6:10 rồi, mới nhớ một điều nữa, nói tiếp một cái ý lúc sáng quên nói. Tay sách nách mang à, ngu snatch, ăn cho nó bụng. Nay tăng ca thêm nửa tiếng nữa. Chia sẻ đó là cả nhà là ở đây nhà máy các hãng họ cần công nhân kinh khủng khiếp, thiếu lao động trầm trọng đối với các công nhân hãng gà, bò, heo, hãng chó này nọ đó. Nói chung là về công nhân lao động tay chân á, họ thiếu lao động kinh khủng khiếp. Một điều mà nó khá là nghịch lý khi về cái thống kê về tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ rất là cao, mà tại sao các hãng vẫn thiếu công nhân làm? Có nghĩa là vị trí việc làm vẫn rất nhiều, là bởi vì á, những công việc tay chân này người Mỹ họ chê, họ không có làm, lương thấp rồi, và làm việc nặng tay chân họ không có làm. Đâm ra là cái nghịch lý xảy ra là hãng thì thiếu lao công, thiếu nhân công lao động, mà tỷ lệ thất nghiệp cũng vẫn là cao, kỳ cục vậy đó. Thì cho nên đó là cho dù không biết tiếng Anh á, họ vẫn rất trọng dụng của mình, họ vẫn rất trọng dụng mình, hiểu được cái gì họ hướng dẫn mình làm theo là được. Cái tiếng Anh là cái thứ yếu quan trọng sau cùng. Việt Lê nghe nói là có nhiều hãng ở bên Georgia là thậm chí mà công nhân vô làm họ giới thiệu thêm một công nhân khác vô làm là họ được hưởng 500 đô tiền hoa hồng, giới thiệu vô luôn á, kinh không? Công nhân á ở Mỹ này nha, chứ Việt Lê không nói cái vụ giới thiệu EB3 nó khác nha. Nghĩa là họ công nhân họ vô làm xong giới thiệu anh em bạn bè dòng họ như đó của người đó vô làm thì được 500 đô. Việt Lê nghe bạn ở bên Georgia nói vậy. Thôi đi về đó. Chiều hoàng hôn lạnh quá. Bên là lạnh kinh á, lạnh 10. Sáng 6 độ giờ cũng 8 độ. Không ấm hơn chút nào hết. Sao lắm này. Lên xe. Nè. Một ngày làm việc chiều, cơm nước rồi. Đủ thứ. Nước nôi rồi. Về.